em đến đây làm cái gì đấy? Đến đây cái gì? Anh bảo anh đi làm, thế mà bây giờ anh giúp vào đây với nó à? Hả? Giúp để vợ con ở nhà, bây giờ giúp vào đây với nó như thế này, anh nói đi. Còn cái gì để nói không? Hả? Mới ngã xe thì nó nhờ anh đến. Nhờ cái gì? Nhờ anh bố mẹ đâu, thôi. Anh chị em đâu? Gia đình đâu, người nhà không hề thiếu. Nó nhờ anh lên giường anh cũng lên luôn đúng không? Bố mẹ nó ở quê. Ai bây giờ như là tôi không chắc chị có đến, không biết anh chị làm cái điều gì. Làm điều gì đâu cũng giả à? Bố anh có làm cái gì đâu? Chỉ đưa đi mất sau lưng rồi làm điều gì? Sao bao nhiêu người nó không gọi nó phải gọi anh làm cái gì? Bạn bè nó đâu? Bạn bè nó đâu mà sao nó phải nhớ anh? Anh chị em bạn bè cô gì chú bác đâu hết rồi? Hả? Em không nhờ được ai thì em mới phải nhờ đến anh ý. Này không đến lượt mày nói nhá. Đây là chồng tao không phải chồng mày mà mày nhờ như thế nhá. Cô làm cái gì sai cả? Anh làm cái gì? Này anh nói thật này. Bây giờ hắn nhờ anh lên giường anh lên luôn đúng không? Có biết là người yêu cũ của em đã có gia đình chưa? Đã có vợ chưa? Gì nó đang ly hôn rồi không có quan gì với nhau. Nhưng thế sao anh phải liên quan đến nó làm cái gì? Vẫn là bạn bè vẫn nói chuyện bình thường. Bạn bè cái gì? Thế này, thế bây giờ em ra ngoài kia nhá. Em gọi người yêu cũ em đến bế em lên giường được không? Hả? Em đang chấp nhận lên giường đâu, anh đang lên giường đâu. Em biết chuyện kiểu ngang ấy. Thế bây giờ đang nói chuyện em. Bây giờ nhá. Đến đây nữa ai mà biết nữa, khoanh mắt cho tôi. Chị tôi bắt kịp. Bình tĩnh thôi. Đằng sau chị tôi thì tôi không biết anh sẽ làm cái gì. Bao nhiêu hôm đi sớm về muộn rồi và về đây làm cái gì ai mà biết được. Cứ đi sớm về muộn xong người rất mệt. Chị tôi cứ tưởng là anh đi làm về. Nếu mà muốn quay lại với nó ấy, thì nói với tôi một câu nhá. Tôi về tôi ly hôn luôn cho hỏi đây mày nói luôn. Tình cũng không phải ly hôn mình người ta để anh đến với em. Tình cũng nói kiểu gì ấy. Tình cũng đến à? Thế tại sao phải quay lại với nó như này làm gì? Anh càng nói càng sai đấy. Thì cái đấy mà... để nói chuyện sau. Nhưng mà người ta đang mới ngã xe ta mới bị què rồi. Mới ngã xe nhà nó đầy người à? Việc gì phải nhờ đến anh? Bố mẹ nó, anh chị nó, bạn bè nó đâu sao phải nhờ đến anh? Thì nó không nhờ được ai, nó nhờ anh. Bố mẹ nó gọi điện cho anh. Bố mẹ nó gọi điện cho anh phải chạy đến luôn à? Anh vẫn là con rể nhà người ta à? Hả? Này đây là anh cưới chị tôi rồi, anh có trách nhiệm với chị tôi gia đình. Thế cứ làm cái gì ấy nhỉ? Cái đấy về nói chuyện sau. Mà cứ cân lên ý. Còn nếu mà thích ý, thì nói là một câu. Tao nhường lại chồng cho nhá. Đừng có làm cái kiểu này. Thế bây giờ anh già thì anh là người có vợ rồi. Anh là người có tên rồi. Anh nói vợ anh hiểu. Bây giờ nhá, ví dụ đi. Ừ. Bây giờ là chị tôi đến chăm một cái thằng người yêu cũ bị đấy cũng bị tai nạn cũng ấy thứ. Anh có chịu được không? Trong khi không nói với anh công nào mà đi mấy hôm liền, anh nghĩ anh có chịu được không? Mấy hôm cứ sáng đi chiều tối về. Sao lại còn mang tiền? Sao là người rất ủng dũng nhá. Người rất ủng dũng. Mang tiền của vợ đi để chăm cho con này á. Hả? Anh sợ em đấy, anh không nói. Sợ cái gì? Nếu mà đã không có gì thì nói rõ ràng vợ là đi đây đi làm này làm kia. Sợ cái gì? Vợ em như thế này thế khác. Anh cứ nói ngay từ đầu đi. Này bây giờ nếu mà anh giấu mọi chuyện càng khó nói hơn. Hai cứ nói thẳng, hai người cứ ngồi bàn bạc với nhau rồi dẫn chị tôi đến đây. Đấy, ba mặt một lời ngồi nói chuyện với nhau. Thì ok, nếu mà chị tôi chị tôi rất tốt, thậm chí thì chị tôi có thể thay anh trông bài được. Nhưng mà bây giờ anh không nói. Nói cái vấn đề ở đây ấy. Là tôi không cấm anh đi chăm ai cả. Nhưng mà anh không nói ngay với tôi từ đầu. Anh không thành thật từ đầu. Anh nói là anh đi làm như thế này à? Đây là đi làm của anh à? Nói em chắc gì anh cho đến. Tại sao anh không nói? Anh chưa nói làm sao anh biết được? Tôi có phải khó khăn đâu. Nhưng bây giờ anh cứ im mỉm, anh cứ im mỉm, anh làm một mình. Xong cuối cùng bây giờ chị tôi không biết thế nào cả. Mà đi mấy hôm liền. Hôm nay là tôi bắt gặp anh đưa bà này đi khám. Xong tôi mới gọi chị tôi. Đấy, nếu như mà không có cái nha. Gì ấy, thì đây này, bé này nó đã phải mở mồm nó xin cho chồng một xin cho em một câu bạn một câu rồi mà bây giờ có nói năng gì đâu đấy. Im cái này là đúng cái mặt mặt cứ không dám nói gì luôn này đấy. Anh biết rồi đấy. Mày không dám nhận lời, không dám nói một câu nào luôn. Này, thì anh biết anh sai rồi. Mày cố tình để mày gọi chồng tao đến đây đúng không? Không đến đây anh ơi. Em cố tình thôi, cái này là do em sai, do em bảo anh không nói với chị thôi, em xin lỗi. Thì anh chị có gì về nhà nói chuyện với nhau. Xin lỗi thế mà được á. Nhưng mà này em ơi, anh thật với em luôn rồi. Dù người chồng người ta lên đây ở mấy ngày liền, xong bây giờ bảo là em xin lỗi, em không biết thế hả? Xin lỗi thì chắc thế à? Đã ở ngày nào? Để anh nói đến trăm chục ngày nào? Anh nói với em biết này, anh nói với em biết này. Gia đình nhà chị anh đang rất là bình ổn, đang rất bình thường, đang rất hạnh phúc nhá. Vì em mà bây giờ cả nhà xào xáo lên. Đang ngoại còn đang đòi là đánh người yêu, đánh chồng chị anh một trận như kìa. Thì em tính như nào hả? Đang ngoại nhà anh đang rất là khó chịu vì cái việc này là như này. Em ơi nhá. Thôi. Còn nếu như mà ấy. Nhưng mà anh sẽ xin lỗi mọi người sau. Anh phải hiểu là anh đi mấy hôm liền, anh cứ đi về về. Khuya mịt, chị tôi cứ đứng ở ngoài cửa đợi. Đấy, chị tôi lo quá, chị tôi phải gọi cho tôi chị bảo là mày hay đi uống, mày hay đi nhậu với cả anh mày. Đến đây để chăm vợ. Mày có biết anh mày đâu? Tôi không biết được. Cái đấy để anh về anh sẽ nói sau. Bây giờ nói ý thôi.
Giờ bây giờ mày nói mày có giải quyết được vấn đề này, không? Nếu như mà anh đã sợ như này nghe thì tại sao anh không làm? Nếu anh sợ thì anh đã đừng có làm. Ngay từ đầu ấy thì nói luôn với vợ đi. Là ngồi cứ đây ngồi mà tha cho vợ anh nói thế này, anh chửi gì? Tính ngay lý do như thế này anh bảo tôi tin anh kiểu gì? Bây giờ anh cứ thử nghĩ đi, một nam một nữ trong căn phòng. Kể cả ba quèo và cái nữa thì vẫn làm được việc. Tình cảm gì mày? Toàn nghĩ đến đang thì này, anh cũng là con trai, tôi cũng là con trai, tôi đéo lại nhá. Tình cũ không rủ tới đéo được đâu nhân ạ. Biết, nhà tôi nói cho anh biết, nếu anh đã không làm gì thì sao anh không nói chuyện thẳng với chị? Ba người ba mà một lời đi. Mà nói gì đi, người ba mà một lời đi, sao bây giờ cứ bây giờ nam nữ một trong phòng thì ai hiểu lầm? Gọi đến chăm sóc em mấy hôm thôi, đây gì đâu, gọi đến chăm sóc ấy. Đây về, nhá, anh nhắc bây giờ nhớ, đây là chồng của chị, không phải là chồng của em nữa. Mà việc gì em cũng gọi ông ấy đến như thế này là không được nhá. Em anh xin đấy, em biết là em nặng nề mức nào, anh không biết em bị như nào. Ok, có thể cái này là cái điều không ai mong muốn cả, nhưng em phải hiểu ấy, bây giờ anh ấy là người có gia đình, anh ấy là người có con cái. Trời, thì có một cái chuyện gì thì em có thể thông qua vợ của anh ấy chứ. Bây giờ anh cứ tự quyết, em cứ tự rủ người ta sang. Bây giờ anh ấy thì là nhẹ dạ cả tin anh cũng sang với em. Rồi nhà rời gia đình chào sáng thì anh chỉ định luận. Nếu như mà nếu như mà em cảm thấy mà cần người chăm sóc quá ấy, thì cứ gọi điện cho chị một câu nhá. Chị sẵn sàng chị thôi cho vay tiền để thuê người chăm sóc cho em, đừng có cái kiểu gọi chồng người khác đến đây như thế này. Biết chồng như thế rồi, thôi đi về. Nói chuyện sau. Rồi, đi về. Rồi anh sẽ về. Về luôn đi, còn rồi cái gì nữa. Còn thằng kia đang đi về.